thì cái đầu tiên các bạn, cái từ ngữ đầu tiên là Phương hướng các bạn là gì? À, cái từ keyword đó, cái từ keyword, cái từ keyword là gì, là gì đó, các bạn đặt câu hỏi là gì, cái nó từ nó là từ tiếng Anh các bạn đó, nó dịch nghĩa sang tiếng Việt là từ khóa, nó từ khóa. Chị đặt ra nghĩa là cái từ khóa là cái từ gì, từ lạ em không biết thì ơi đó, thì ở đây là cái từ khóa là những cái từ ngữ mà khi bạn lên Google đó các bạn, nó ví dụ tôi nói bạn là ngành, làm ngành A đi, ngành A là ngành bán điện thoại iPhone 6 đi các bạn đó, được chưa bạn, thì một anh B nào đó các bạn, một anh B đó anh lên Google anh mua cái sản phẩm của anh A, thì anh gõ cái từ là iPhone 6 giá rẻ, ví dụ vậy các bạn. Thì khi mà anh A này anh lên anh B anh lên Google anh gõ từ khóa là mua iPhone 6 các bạn đó, thì cái từ mà anh B anh gõ các bạn đó là cái từ, cái từ đó là từ khóa, được chưa bạn, dân trong ngành chúng tôi gọi là từ khóa đó. Thì như vậy là cái keyword, hay nói chính xác hơn là những cái từ ngữ mà khi ai đó gõ lên Google, cái từ đó gọi là từ khóa. Ở đây thì Phước sẽ nói một cái định nghĩa bạn dễ hiểu hơn. Keyword được định nghĩa đơn giản là những cái từ khóa. Đây là những cái từ ngữ mà khách hàng sử dụng để tìm kiếm thứ họ mong muốn trên search engine, hoặc có thể là mô tả sản phẩm, dịch vụ, hoặc là tất cả những cụm từ khác trên công cụ tìm kiếm. Rồi, nói tóm lại là từ khóa là như vậy các bạn. Rồi sau đây thì tôi sẽ bước tới một cái thuật ngữ nữa, đó là backlink. Thì backlink là gì các bạn? Tôi sẽ cho các bạn một định nghĩa như sau. Backlink là một khái niệm để chỉ rõ những cái liên kết trả về chúng là trong những phiếu bầu cho website của bạn. Rồi, giúp cái website của bạn uy tín hơn, đồng thời nhờ vào những backlink này mà bạn có thể là tăng thêm traffic cho website của bạn và những website mà bạn đã đang nhận SEO. Rồi ví dụ như tôi có một cái ví dụ để bạn có thể hiểu hơn là backlink là gì đó. Ví dụ tôi sẽ cùng các bạn vào một website của một website là Huỳnh Hữu Phước các bạn. Sau khi mà các bạn vào trang Huỳnh Hữu Phước này rồi, sau đó thì các bạn có thể là kéo xuống cuối cùng để các bạn thấy những cái từ mà tôi để các bạn, những từ tôi để đây, tôi đang kéo xuống các bạn. Rồi tôi kéo xuống xong rồi thì các bạn thấy ở chữ liên kết các bạn đó, từ sale web nè, từ đào tạo sale nè, từ học sale web tại thành phố Hồ Chí Minh các bạn đó, thì những cái từ này, từ sale web các bạn, từ đào tạo sale và học sale web thành phố Hồ Chí Minh, ba từ này đúng không bạn, các bạn để vào đúng không bạn, để vào ở đây mấy từ, hai từ sale web đúng không bạn, để vào nó nhá nhá lên trong các bạn. Rồi phía chữ nhá này các bạn nhìn cuối cùng đúng không bạn, cuối cùng đây đó, nó có một cái từ salewebvn.com đúng không bạn đó. Thì khi mà có bạn salewebvn.com này đúng không bạn, đây là đường link đúng không bạn, có thì nhấp một cái nó trở về cái site salewebvn.com đúng không bạn đó. Thì cái từ sale web này người ta gọi là backlink. Backlink là gì? Backlink là khi bạn ký một từ nào đó đúng không bạn, sau đó bạn gắn một cái link vào phía sau, ẩn sau cái từ này, đưa chuột vào cái từ CVF này, bạn click một cái nó chạy về một thằng bạn muốn SEO bạn, người ta gọi là backlink, được chưa bạn. Hay nói một cách chính xác hơn là bạn muốn sale cái từ gì thì bạn ghi cái từ đó ra, sau đó bạn cho nó một cái link trở về đúng cái link mà bạn muốn sale lên top. Ví dụ như Phước đang sale từ khó là sale website, sale web cho cái link là salewebvn.com, thì Phước sẽ ghi cái từ CVF ở website Huỳnh Phước đúng không bạn, sau đó Phước ghi tên CVS xong, sau đó Phước chèn cái link là salesivn.com, rồi sau đó trở về. Như vậy là Phước đang sale từ CVS cho link salesivn.com. Nó như vậy, hình dung là backlink là như vậy các bạn. Rồi. Rồi sau đây thì Phước sẽ đi tiếp một cái thuật ngữ nữa các bạn, thuật ngữ nữa. Đó là brand, brand. Thì brand ở đây dự nó là một yếu tố để đánh giá bay của các bạn. Thì cần lưu ý phân biệt rõ thứ hạng và thứ hạng của một bay. Có rất nhiều định nghĩa sai lầm ở đây, là một số cái bay brand có rất nhiều định nghĩa hiện nay nó định nghĩa nó không được chính xác lắm các bạn, không được chính xác lắm. Thì ở đây thì Phước xin nói một cái gọi là một cái brand là sự uy tín của một website các bạn, sự uy tín của một website. Uy tín nó thể hiện như thế nào các bạn? À, thứ nhất là cái độ tuổi của cái tên miền của bạn bao lâu rồi đúng không các bạn? Rồi cái nội dung của website các bạn như thế nào rồi đúng không các bạn? Rồi cái cách hoạt động SEO mà những bạn SEO các bạn hoạt động gắn vào website đó nó như thế nào, như vậy đúng không? Hay là chính xác hơn là Google đưa ra một cái thuật toán A, B, C nào đó đúng không ạ? Rồi những SEO, những như tôi, Henry Phước tôi và những SEO khác sẽ áp dụng cái 200 yếu tố, hơn 200 yếu tố này vào SEO đúng không bạn? Những ai SEO tốt, những ai áp dụng tốt như vậy các bạn, đó Google cho rằng những cái site như vậy là những site uy tín, chất lượng các bạn. Đó. Ngoài ra một cái yếu tố mà đặc biệt quan trọng nữa đó là năm 2016 này là năm người tiêu dùng là vua, là sao? À, là người tiêu dùng là vua, là có nghĩa là thuật toán Google đưa ra là người tiêu dùng cần cái gì thì website hay đáp ứng những cái đó đúng không các bạn? Rồi, đó, khi mà website đáp ứng những cái đó rồi á thì cái độ uy tín
của sai bạn nó tăng lên, bạn nó tăng lên. Thì cái từ ngữ là độ uy tín này thì dân trong ngành của tôi gọi là gì? Là mây ren, được chưa bạn? Bạn hiểu vấn đề đó ra chưa? Đó, cái độ uy tín của một website dựa vào những yếu tố mà bạn cung cấp cho Google, cung cấp cho người tiêu dùng, nó thật tốt hay vào thật tuyệt đỉnh vào, được chưa bạn? Rồi cái từ uy tín này mà trong ngành của tôi gọi là mây ren. Đó, như vậy đó bạn. Rồi tôi sẽ tiếp đến các bạn một cái nữa, đó là bằng một cái thuật ngữ nữa các bạn, đó là Internet Directory. Internet Directory dịch ra nghĩa tiếng Việt là cái thư mục web các bạn, thư mục web. Thì chúng là một trong những mục trên Internet, chúng được phân loại theo từng danh mục khác nhau thông qua việc đăng ký submit bằng tay của từng chính chủ website đó. Nếu như bạn sở hữu một trang web có như rất nhiều cái Internet Directory, bạn sẽ có như rất nhiều cơ hội ở những cái vị trí tốt trên bảng tìm kiếm. Đây là một trong những cái công việc nên làm, để chúng không hoạt động nhưng một cách tự động, mà các bạn phải là những người mà gọi là khai báo những cái người mà tác động những cái site này để nó có thể là index trên Google được các bạn. Thì ở đây các bạn đọc kỹ từng câu một nha, là Internet Directory là nhìn nghĩa gì, là thư mục web. Chúng là những cái thư mục Internet trên Internet, đúng không bạn? Chúng được phân loại theo từng danh mục khác nhau thông qua việc đăng ký submit, đúng không bạn? Rồi, ở đây các bạn đọc kỹ là chúng là những thư mục khác nhau, được chưa bạn? Được index trên Google, được chưa bạn? Rồi, chúng ta đọc kỹ nha. Từng cái thư mục một, được chưa bạn? Thì các bạn dễ hiểu cách đơn giản thế này. À, website của chúng ta phân ra nhiều cái, gọi là phân ra nhiều cái mục menu các bạn. Phân ra nhiều, rất nhiều menu như vậy đó. Từng cái menu một các bạn. Đó, từng menu một như vậy. Ở đây chúng tôi là, ví dụ nhìn vào cái site Phước này. Mình có menu là Henry Phước này. Tiếp đến là Internet Marketing này. Rồi tiếp đến là kiến thức SEO này. Tiếp đến là một thực tập học viên này, rồi tiếp đến hỗ trợ viên các bạn. Đó, đây là những cái thư mục Internet Street, và những cái thư mục này các bạn nó chứa rất nhiều cái nội dung bên trong nữa các bạn. Ví dụ như tôi vào một cái mục là một kiến thức SEO đây các bạn, kiến thức SEO đây. Đó, kiến thức SEO đây. Thì khi mà các bạn vào một kiến thức SEO này, đó, kiến thức SEO này thì các bạn có thể là thấy những cái bài viết bên trong, thấy những bài viết trong. Đó, thì gọi là thư mục là nơi, đúng không các bạn? Chứa mình nghe từ thư mục thôi, nghe thư viện này, đúng không các bạn? Thư viện là như nơi chứa nhiều sách, đúng không các bạn? Nghe thư mục là nơi có thể chứa rất nhiều bài viết của cái trang web này. Đó, bài trang này. Đó. Rồi ở đây cái thư mục là SEO này có chứa rất nhiều bài viết này, được không bạn? Và hay nói cách chính xác hơn, một website mà chúng ta phân rõ ra từng cái thư mục một như vậy các bạn, thì dẫn đến cái hành vi các bạn là hành vi chuẩn SEO. Và khi bạn chuẩn SEO rồi thì các bạn có thể SEO một cách tốt nhất trên cái nền tìm kiếm của Google. Đây là một cái hành vi đúng và chính xác, và hy vọng các bạn có thể làm tròn trị cái hành vi này. Và ở đây tôi có một ghi chú dành cho các bạn, đó là gì? Đó là các bạn làm SEO rồi đúng không? Các bạn phải biết được rằng một menu của bạn gồm những cái mục menu gì, đúng không ạ? Và các bạn có hiểu trong đầu của bạn thế này, những cái mục menu này nó phải tương tác với người tiêu dùng. Và khi ai đó cần tìm cái gì là người ta nhìn thấy một menu của bạn và người ta hiểu là có cái đó, và người ta click vào người ta xem. Các bạn đừng có để sách menu nó không có tương tác với người tiêu dùng. Như vậy là các bạn làm sai quy định của Google đi nha, Google đi. Rồi ở đây chúng ta tiếp tới một cái thuật ngữ nữa, đó thuật ngữ SEM các bạn, SEM. Thì cái thuật ngữ SEM này các bạn, thì nếu nó từ mà từ viral lên á, từ vừa mà dân chúng nó sợ đi các bạn, một từ tiếng Anh á, giống mấy ông SEO cũng thường nói vui với nhau là gì? Em không hiểu tiếng Anh thì thôi, không hiểu tiếng Anh thì thôi. Thì cái từ này là SEM này là cái từ Search Engine Marketing là công cụ tìm kiếm trên marketing, đó, công cụ tìm kiếm marketing. Nó search là tìm kiếm này các bạn, từ engine là từ công cụ, và marketing là tiếp thị, hả? Từ tiếp thị, hay các bạn có thể dịch nghĩa là gì? Tiếp thị trên công cụ tìm kiếm như vậy các bạn. Thì nó định nghĩa như là một cái marketing trên công cụ tìm kiếm bằng rất nhiều hình thức khác nhau các bạn, khác nhau. Rồi sau đây thì cũng trong cái SEM này các bạn, thì nó phân ra rất là nhiều cái mục đó. Thì ở đây Phước cho các bạn là bốn cái mục chính. Thứ nhất đó là SEO là một này, thứ hai đó là BBC là hai này các bạn, thứ ba đó là LBS hay là chính xác là local based item các bạn, tiếp theo đó là VMS các bạn, hay là chính xác là vertical search marketing các bạn. Đó là bốn cái thuật ngữ trong nhỏ trong cái SEM các bạn. Thì Phước xin nói từng cái phần nhỏ để dễ hiểu hơn nha. Rồi cái SEO á là bạn đang học này đúng không? Bạn đang học rồi đúng không? Đang học là gì? Là các bạn tiếp thị trên công cụ tìm kiếm, hay nói chính xác hơn là gì? Các bạn đưa một cái từ nào đó
đúng không? Cái từ nào đó, ví dụ như hồi nãy Phước nói ví dụ là anh B đúng không? Anh B là anh vui, thì anh Phước sống là anh gõ từ khó là Phước anh sống là cái từ đó các bạn. À, cái từ này là anh gõ này đúng không? Nhiệm vụ của người mà SEO như chúng ta đây đang học cái môn SEO này là gì, làm gì, là đưa cái từ khó này lên Google, đưa làm sao? À, chúng ta khi mà chúng ta gõ cái từ khó này đúng không các bạn? À, là cái site của mình nó sẽ lên cái vị trí top mà người tiêu dùng sẽ thấy được các bạn đó. Hay nói chính xác hơn là gì? À, chúng ta đưa cái đường link này lên cái vị trí top của Google, và khi khách hàng gõ trúng cái từ này thì đường link chúng ta sẽ xuất hiện. Nó như vậy. Rồi, cái từ PPC là gì các bạn? PPC là pay per click. Đó, cái này thì nó qua một cái môn khác các bạn, môn AdWords, mà sẵn đây thì các bạn cũng hiểu rõ hơn đi, nó sâu hơn xíu. Tôi sẽ cùng các bạn sẽ Google đó các bạn, bước 1 là Google, bước 2 các bạn sẽ cùng tôi gõ một từ khóa là bán căn hộ. Rồi. HCM đi, ví dụ vậy. Rồi, sau khi mà các bạn gõ từ bán căn hộ HCM thì ở đây nó sẽ hiện thị ra một cái chữ là chữ QC các bạn. Đây chữ này các bạn, đây chữ QC này, chữ này. Thì cái chữ QC này là nó thì là một ngành khác trong ngành AdWords các bạn. Thì ở đây thì chúng ta hiểu nó là nó chạy quảng cáo trả tiền trực tiếp cho Google các bạn. Hay nó pay per click là tính tiền theo click các bạn, pay per click là tính tiền theo click. Như vậy đó thì nó là một cái ngành ngữ nghĩa khác ở bên ngành AdWords các bạn. Hay nó chính xác là bạn trả tiền của Google và bạn không cần sale gì hết cả, nó vẫn lên top, nó vẫn lên cái hàng của Google, vẫn lên trang tìm kiếm Google. Nó chính xác là như vậy các bạn. Rồi, đó là pay per click. Sau đây thì chúng ta sẽ qua một cái phần nữa, đó là LBS các bạn, local best search. Thì cái này là local, nó dạng như là nó là cái vị trí địa điểm của website của bạn trên hệ thống tìm kiếm của người tiêu dùng. Ở đây thì các bạn dễ hiểu thôi. Đây các bạn có thể lên Google đó, các bạn cũng có là bạn có là đào tạo sale anh ấy đi các bạn, hay là đào tạo sale anh ấy. Thì khi rồi ở đây khi bạn gọi là đào tạo sale Thủ Đức đi. Ở đây thì khi các bạn gọi một cái từ này không đúng không các bạn, thì cái view bên phải các bạn, thấy một cái hình hay là hay chính xác hơn là một bản đồ các bạn. Ban đầu thì bạn nhìn vô là bạn nhìn nó từ nó hình thôi, nhưng mà thật ra những ngành chúng tôi gọi là bản đồ hiển thị trên Google các bạn. Đây, bản đồ Google là như thế này. Đó là cái này các bạn, đó nó là này. Thì cái tên của nó là gì các bạn? Đó, cái vị trí của cái bản đồ hiển thị như thế này các bạn, hiển thị như thế này, một cái địa điểm chính xác như thế này. Bản đồ này thì gọi là cái LBS các bạn, LBS đó là một cái local bashing hệ thống, là cái vị trí trên hệ thống Google các bạn, vị trí địa điểm. Rồi cái từ gọi là VBS là vertical search marketing. Thì cái này thì nó là một cái thuật ngữ mà các bạn cũng không cần nắm rõ cho lắm, nhưng mà nó cũng được hiểu qua một cái nghĩa khác nữa các bạn, cũng là search tìm kiếm trên marketing các bạn đó. Thì cái từ này khi mà trong ngành chúng ta SEO thì chúng ta không đụng nhiều nên bỏ qua cho các bạn. Rồi chúng ta kết luận là cái SEM là gồm có 4 phần nhỏ như SEO, UBC, LBS và VMS. Đây là 4 cái phần nhỏ trong hệ thống tìm kiếm trên tiếp thị trên Google. Rồi, sau đây thì chúng ta bước qua một cái thuật ngữ nữa, đó là phần thuật ngữ on-page SEO. Thì thuật ngữ on-page SEO là gì? Thì ở đây các bạn cũng đơn giản dễ hiểu thế này. Đó là các bạn tạo ra cho mình một cái website hoàn thiện. Website này nó chứa bài viết này, nó chứa bố cục này, nó chứa những hình ảnh này. Đó, chúng ta cấu thành lại thành một cái website hoàn thiện đúng không các bạn? Mà khi mà ai đó nhìn vào website này, chúng ta khi mà ai đó nhìn sang này thì nhìn vào cảm thấy đẹp mắt ra. Đẹp bởi gì? Đẹp bố cục website các bạn đúng không? Đẹp về nội dung này đúng không các bạn? Những cái nội dung này tương tác với khách hàng chuẩn vào. Đó. Còn nếu nói về cái on-page nó thuộc ngữ và chính xác trong ngành á, thì nó có khá nhiều cái yếu tố trong này các bạn. Khá nhiều yếu tố này thì đi sâu vào cái từng phần như vậy thì tôi sẽ nói rõ từng cái các bạn hiểu. Thì đơn giản bạn hiểu on-page là gì? On-page là những cái việc mà chúng ta cấu thành lên một website nó hoàn thiện vào các bạn. Đây, ở đây tôi sẽ định nghĩa các bạn một cái chuẩn thế này. On-page dựa trên cái việc tối ưu hóa nội dung trên website để thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm của Google, như đường dẫn thân thiện này, xây dựng sitemap này, internal link này, tối ưu thể này các bạn, rồi meta keyword hay meta description. Ngoài ra bạn có thể chú ý đến một số tốc độ load time cũng như cái nội dung hấp dẫn, rồi giao diện cái site đẹp để giữ hút người tiêu dùng. Thì đó là những cái định nghĩa mà gọi là on-page SEO. Những định nghĩa này thì các bạn bây giờ tôi đọc các bạn cũng hiểu một cái mơ hồ thôi, nhưng mà đi sâu vào từng cái phần như vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn, bạn hiểu nhiều hơn. Đơn giản bạn hiểu đơn giản thế này, on-page SEO là những cái việc, những hành động tạo nên những bài viết hay, tạo những cái nội dung nó trang chứa vào, nó khi mà khách hàng đọc vào nó cảm thấy nó thu hút người đọc các bạn, rồi tạo ra những hình ảnh nó đẹp vào đúng không bạn, để có thể hút người đọc đúng không bạn, rồi tạo ra những cái bố cục website nó khi mà bạn nhìn vào là các bạn có thể là say đắm nhìn khi nhìn những cái sai này, nhưng mà bạn hiểu đơn giản như vậy đi cho nó khỏi rườm rà đúng không bạn. Rồi các bạn cũng lưu ý nhỏ với Phước thế này, các bạn lưu vào trong đầu các bạn hình ảnh thế này các bạn, lưu vào hình ảnh thế này,
là hình ảnh này Phước đã cung cấp cho các bạn nha. Nó tròn trị một cái on bay luôn. Các bạn nhìn vào hình ảnh này thì nhìn rõ qua những cái thuộc luôn đi các bạn. Rồi có header này, meta description này, title này, content này, rồi keyword, internal link và alert các bạn. Bạn lưu cái này các bạn vào trong cái bộ não của mình. Rồi từng phần đi vào những cái chặng đường phía sau á thì Phước sẽ cùng các bạn định nghĩa hiểu sâu hơn từng cái phần thế này, từng phần này. Hay nói chính xác hơn là toàn bộ cái này người ta đưa vào cái trừ gọi là on bay SEO. Sau đây thì chúng ta sẽ bước vào cái phần nữa, thuật ngữ nữa, đó là off-bay SEO. Ở đây thì đó là cái, những cái hoạt động bên ngoài website nhằm để tăng cái độ trớt hay là để làm tăng độ tin tưởng của bạn, tin tưởng của website cũng như là giảm Alexa, bao gồm các hoạt động như sau, đó là xây dựng liên kết trở về website của mình này, rồi xã hội truyền thông của các bạn, rồi nó gọi là social media các bạn, hành động quảng bá website trên mạng xã hội. Hoạt động này giúp tăng lượt traffic cho website, từ traffic là từ lượt lượt viếng thăm, lượt xem của các bạn đó. Rồi xã hội thì đánh dấu được social bookmarking, thông thường là submit các đường dẫn trên các trang social bookmark các bạn đó. Thì ở đây là một cái định nghĩa của off-bay SEO. Thì ở đây thì các bạn hiểu một cách đơn giản thế này đi, thật ra những cái từ ngữ này nó chuyên ngành của các bạn thì các bạn hiểu một cách dân gian thế này. Off-bay SEO là gì? Là tạo ra những cái quảng cáo ở rất nhiều nơi, đúng không các bạn? Các bạn thấy một quảng cáo trên 5 giây, đúng không? Một banner lớn vào, đúng không các bạn? Đó, thì cái quảng cáo như vậy đó các bạn, gọi là off-bay, để cho các bạn hiểu đơn giản như vậy đi. Click vào một cái nó sẽ chạy về website của bạn, đó các bạn, để hiểu đơn giản như vậy thôi. Hay là các bạn đi đâu đó, đúng không? Các bạn thấy một số cái social trên Facebook các bạn, đó, nó tạo ra một cái topic, một cái topic quảng cáo, đúng không các bạn? Trên Facebook đi, đó, người thấy nhiều, rất là nhiều, đúng không các bạn? Thế đó bạn click vào một cái đường link bất kỳ, nó chạy về website của bạn, được chưa? Đó, cái hành động như vậy, các từ một cái nội dung mà cái nội dung này chứa một đường link, đúng không bạn? Thôi bạn nhấp vào cái đường link này nó sẽ chạy về website của bạn. Như vậy hành động đó gọi là off-bay. Mình hiểu đơn giản như vậy đi các bạn. Còn những cái thuật ngữ chuyên ngành thế này, từng phần một thì các bạn sẽ đi sâu vào thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn rất là nhiều. Và ở đây thì Phước cũng cung cấp cho các bạn một cái hình mẫu để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Đây cái hình off-bay như thế này các bạn. Đó. Off-bay thì ở đây Phước cũng đi xung quanh cái off-bay này là gồm có những chữ gì? Là từ review này, event này, video này, PDF này, online, and world này, bot này, direct story này, social network này, booking này, forum posting này. Đó, đây là những cái xung quanh cái từ off-bay này các bạn, xung quanh từ off-bay này, đúng không? Xung quanh từ off-bay này. Rồi dần dần từng phần một như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn off-bay là như thế nào. Và bây giờ các bạn hiểu tóm gọn là gì? Off-bay là những cái hành động, những cái gì đó mà hồi nãy Phước đã nói định nghĩa dần dần ở trên. Đơn giản là nó là những cái quảng cáo ở những trang web khác trở về quan tâm bạn. Bạn hiểu đơn giản là như vậy là được rồi, không cần hiểu sâu xa hết cả. Rồi từng phần chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Vừa rồi thì tôi đã gửi đến các bạn những cái thuật ngữ nó chuyên ngành về SEO, thì cũng rất mong các bạn có thể hiểu những thuật ngữ này để Phước sẽ cùng các bạn đi sâu thêm nữa về những thuật ngữ. Và ngoài những thuật ngữ này ra, cơ bản này ra, đúng không? Phước cho bạn những thuật ngữ cơ bản này ra. Ngoài những thuật ngữ cơ bản này ra thì có rất n thuật ngữ khác nó sâu hơn, nó rộng hơn trong ngành này. Thì các Phước sẽ cung cấp cái tài liệu này cho các bạn, thì các bạn có thể mở đọc thêm để các bạn hiểu hơn nữa. Phước đã định nghĩa rõ cho các bạn rồi thì các bạn có thể đọc và hiểu hơn. Những cái vấn đề nào các bạn không hiểu thì các bạn có thể inquire, thì tôi sẽ relay cho các bạn thì các bạn hiểu tốt hơn.